một cái nhà hàng mà chỉ có số lượng là 10 ghế như vậy thôi thì liệu những khách hàng khi họ tới chỉ nhận khách mà đã có đặt bàn, có đặt cọc. Có đặt cọc luôn. Nghĩ sao về cái cụm từ nâng tầm ẩm thực Việt? Đồ ăn theo anh ấy, nó không chỉ đơn giản là cái giá thành của nguyên liệu, nó còn là cái câu chuyện gắn liền với văn hóa, với lịch sử. Anh nói chung là anh rất là ghét bất cứ ai mà khi mà anh mang một cái món ăn ra, câu hỏi đầu tiên là anh ơi, đây là cái gì? Voilà, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực, nơi mà chúng ta sẽ cùng với các khách mời tìm hiểu xem họ đã làm mới những món ăn như thế nào, cách họ thay đổi những định kiến về ẩm thực ra làm sao và như thế nào để đưa họ đến với thành công. Xin mời. Chủ đề hôm nay cũng là một chủ đề rất là thú vị, đó chính là có cần thiết hay không trong việc nâng tầm ẩm thực Việt. Và với chủ đề đó thì khách mời hôm nay của chúng ta là anh Đức Nghiêm, bếp trưởng của nhà hàng Nu. Khi mà phục vụ một cái số lượng khách như vậy trong mỗi cái buổi tối, liệu cái team bếp, cái đội ngũ bếp của anh nó có phải ít đi không? Hay là nó vẫn giữ nguyên như vậy? Hay là sao? Thì tất nhiên là với mỗi một cái quy mô của nhà hàng ấy, thì cái số lượng nhân viên nó sẽ phải khác nhau. Yeah. Để làm sao để tối ưu hóa được. Yeah. Yeah. Dù sao nó vẫn là một business mà. À. Thì thực sự là team bếp của anh chỉ có, bao gồm cả anh là có 4 người thôi. Ok, ok. Cái việc phục vụ 10 khách như vậy là một cái con số khá là cân bằng và hiệu quả. Một lần nữa phải nhấn mạnh cái việc là với số lượng ghế ít như vậy, tại vì thật sự em không quen, em đi nhà hàng là em phải ăn, ok, nó không gian rộng lớn rồi có bàn, nó nhiều hơn như vậy. Thì với một cái chỉ có số một cái nhà hàng mà chỉ có số lượng là 10 ghế như vậy thôi thì liệu những khách hàng khi họ tới họ có walk in được không, có nghĩa là họ có đến mà không cần đặt trước không, hay là họ phải đặt chỗ trước là họ mới có ăn ở đây được? Thực ra là nhà hàng có một số các cái quy định liên quan đến việc nhận khách. Yeah. Thứ nhất là chỉ nhận khách mà đã có đặt bàn. À, ok. Ngoài ra thì là có đặt cọc. Có đặt cọc luôn. Dạ, yeah, đúng rồi. Chà, yeah. Ok. Và mình không nhận khách walk-in. Không nhận khách gì? Không nhận khách walk-in. Không nhận khách walk-in. Yeah. À, ok, là bắt buộc phải gọi trước. Không những là đặt chỗ trước mà còn phải đặt cọc trước nữa. Đúng rồi, thậm chí là nếu như bạn đặt bàn quá sát cái giờ service là 7 giờ tối ấy. Dạ. Yeah. Chỉ có đúng 1 giờ, 7 giờ thôi. Ok. Yeah, thì bên mình cũng rất là khó để nhận. À, ok. Lý do thì thực ra là như này này, là mỗi một ngày ấy, thì nhà hàng sẽ dựa vào cái số lượng booking của ngày hôm đó để đi chợ và chuẩn bị đồ. Và ở đây thì cố gắng là làm đồ ăn tươi ngon nhất có thể theo ngày. Mình không có giữ lại cái đồ leftover cho ngày hôm sau. Yeah. Đó có nghĩa là nếu như bạn đặt bàn và sau đó bạn không tới, thì thực sự là tất cả những cái đồ ăn của bạn ngày hôm đó thì bọn mình sẽ phải hủy. Yeah. Vì về khía cạnh kinh doanh thì như vậy là nó không có đảm bảo cái sự bền vững. Đó, và cho nên là, và thực ra là chỉ có mỗi 10 chỗ thôi mà. Thì mình cũng muốn là đảm bảo là khi mà bạn đã đặt bàn thì cái chỗ đó là của bạn. Nó là tạo ra một cái công bằng cho cả nhà hàng lẫn khách hàng. Mình hiểu. Đó. Yeah. Trước đây thì nhà hàng không có bắt đặt cọc đâu. Thật là như vậy ấy. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp xảy ra khi mà khách hàng họ không tới, hoặc là họ vì một lý do nào đó bất khả kháng. Thì thực ra là trong những trường hợp mà bất khả kháng thì nhà hàng cũng có linh động, ví dụ như là rời ngày booking qua ngày khác cho họ. Yeah. Có nghĩa là lúc đó không bắt đặt cọc nhưng mà do bùng kèo, do bơm hàng nhiều quá. Các anh em nằm trong ngành shipper chắc cũng khá là đồng cảm với cái chuyện này bị bơm hàng. Vậy thì ở New đó, mọi người thường hay phục vụ những cái ẩm thực gì? Ẩm thực Pháp, ẩm thực you know, Nhật, ẩm thực Việt hay là ẩm thực gì? Nếu mà nói về phương pháp nấu ăn hay là nguyên liệu thì mình không có cái giới hạn nào cả. Tuy nhiên thì cái giá trị cốt lõi của đồ ăn ở New là nó phải có, thứ nhất là nó phải có một câu chuyện. Câu chuyện? Yeah. Yeah. Thứ hai là nó phải có một cái gì đấy gắn liền với cả ẩm thực Việt Nam. Uh-huh. Thì uh-huh, luôn luôn là đó là hai cái giá trị cốt lõi mà mọi người nhắc nhở nhau trong quá trình mà ăn đi món. Ví dụ như mọi người thường hay mọi người nghĩ thế nào về việc mà, tại vì trước giờ đó người ta đã quen với việc ăn đồ ăn Việt ở những nơi mình tạm gọi là nó bình dân hơn, cái không gian như này. Thì mọi người nghĩ như thế nào khi mà mình đem những cái món Việt đó lên một cái không gian sang trọng cho người Việt, thì mọi người cảm thấy nó như thế nào? Em cảm thấy thì thực ra là cả hai cái đó có thể tồn tại mà không có mâu thuẫn gì với nhau, và nó tạo ra cái sự đa dạng về các lựa chọn cho thực khách, đúng không? Vì hai cái đó nó, hai cái khái niệm nó không phải là hai, không phải là một. Yeah. Nghĩa là đồ ăn và cái nơi phục vụ, đúng không? Đồng ý. Từ cách đấy rất là lâu rồi, người ta khi mà người ta làm ra cái phở 24 giờ hay là phở gì đó mà ăn ở trong nhà hàng có máy lạnh, lúc đầu cũng rất là nhiều người phản ứng. Yeah, yeah, yeah. Đó, nhưng mà thực ra là nó vẫn tồn tại và vẫn có những người họ muốn ăn ở đó, tại vì nó mát hơn.
Sài Gòn thì luôn luôn nóng chẳng hạn là như vậy, hay là mùa hè của Hà Nội muốn ở đi Việt ăn Nam bắt phở đầu cũng nóng đó, hết trơn. yes, ví dụ như vậy. Thì anh nghĩ là hai cái đó nó tồn tại, nó tạo ra sự đa dạng cho ngành F&B. Cái em đang nói đây nó không phải là chỉ riêng là không gian thôi, mà là em đã nghe rất nhiều người nói về cái cụm từ này, và thậm chí em cũng khá là tâm đắc với cái cụm từ này, đó chính là nâng tầm ẩm thực Việt. Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao có nghĩa là như thế nào? Nghĩ sao về cái cụm từ nâng tầm ẩm thực Việt? Tức có nghĩa rằng là anh có đồng ý với nó không, hay là anh phản đối nó, hay là như thế nào? À, trước tiên cần phải nói, có lẽ phải nói với cả Huy hay là tất cả các bạn khán giả ở đây nhé. Mình lấy một cái câu trích dẫn của một cái bạn tên của một đầu bếp, cố đầu bếp, Anthony Bourdain, không biết Anthony là Bourdain, yes. Thì Bourdain có nói một cái câu là tôi vẫn có thể thích bạn hoặc là tôn trọng bạn mà không cần phải đồng ý với bạn. Cho nên là nếu mà nói về cái chủ đề này, thực sự nó là một cái chủ đề rất là dài và nó rất là nhạy cảm, đúng không? Thì đây là anh chỉ nói cái quan điểm cá nhân của anh thôi. Chắc chắn. Thì thực tế là có rất là nhiều đầu bếp đang đeo đuổi cái việc là nâng tầm ẩm thực Việt. Và theo anh thì nó không có gì là sai cả. Nó là cái ước mơ ở số nhỏ thì nó là ước mơ cá nhân, đúng không? Mà có khi nhiều cá nhân gặp lại nó thành một cái tập thể, cái người mà có chung ước mơ như vậy. Và cái việc mà họ làm thì dù là thành công hay không thì nó cũng đều là một cái sự cố gắng để cho mà ẩm thực Việt được biết tới nhiều hơn. Đấy. Tuy nhiên thì mình đặt câu hỏi là có nhất thiết phải nâng tầm ẩm thực Việt hay không? Đó. Nghĩa là có nên hay không, hay là có nhất thiết hay không? Ok, có nhất thiết hay không? Có hỏi cái hay này hay? Đây là lần đầu tiên có một người phản biện và hỏi ngược lại em là có nhất thiết phải nâng tầm ẩm thực Việt hay không? Anh nghĩ như thế nào, nó có nhất thiết hay không? Em có biết cái tên là bánh mì có trong từ điển tiếng Anh không? Yes, cái đó em biết. Đúng. Như vậy là cái việc nâng tầm ẩm thực Việt, cái mục đích ở phía sau của nó là để làm gì? Nếu như để cho thế giới biết về ẩm thực Việt Nam thì thực ra là thế giới đã biết về ẩm thực Việt Nam rồi. Nó được ghi nhận rồi, đúng không? Cái ngôn ngữ quốc tế là ngôn ngữ tiếng Anh luôn. Và người nước ngoài thì họ khi mà nhắc đến ẩm thực Việt Nam, họ biết ngay ở phở này, bún bò này, đúng không? Hủ bánh tiếu, mì, bánh mì, ví dụ như vậy. Đúng. Và người Việt Nam thì thực sự là sau chiến tranh họ di cư rất là nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Dạ đúng. Và ở đâu thì người Việt cũng nấu đồ ăn Việt và cũng bán đồ ăn Việt. Dạ. Đầu tiên là cho cộng đồng người Việt ở đó và sau đó là cho người nước ngoài. Như vậy thì cái việc mà gọi là để cho nước ngoài biết tới ẩm thực Việt Nam thì có lẽ đấy không phải là một trong những cái mục đích của việc nâng tầm. Đúng không? Nhưng mà nếu như mình nói là mục đích của cái việc nâng tầm ẩm thực Việt là để cho thấy cái nguyên liệu của Việt Nam nó có thể làm được những cái món mà gọi là luxury hơn. Có thể nó không cần thiết phải là xuề xòa ăn ở vỉa hè. Nó có thể vệ sinh, nó có thể tươi, nó có thể chọn lựa những cái gọi là chất lượng cao nhất ở trong mùa đó. Ví dụ như là em biết là như một cái tìm hiểu vấn đề của anh thôi, hạt dổi chẳng hạn. Cái nguyên liệu mà ngày xưa có lẽ là rất ít người biết, rất là lạ, thậm chí bây giờ cũng rất ít người biết luôn. Nhưng mà nó bây giờ nó bán với giá là 5 triệu một ký. Như vậy nó đâu còn là một cái nguyên liệu bình dân nữa, đúng không? Thì mình làm sao để mình quảng bá được những cái nguyên liệu đó? Thì nó đấy là anh nghĩ đấy là sứ mệnh và đấy là cái mong muốn của những cái bạn mà họ nói về cái chuyện nâng tầm ẩm thực Việt. Có thể cái cụm từ nghe hơi to tát, nhưng mà mình hiểu về cái mục đích ở phía sau đó là để cho thực khách họ hiểu là đồ ăn Việt có thể flexible như nào. Ok, hôm nay tới nhà hàng thì anh Đức sẽ mời em ăn gì đây? Đây là cái món đầu tiên mà nhà hàng muốn Huy thưởng thức ha. Thì tên của nó là món canh chua. Em xin lỗi nha, cái này không nhìn gì giống canh chua hết trơn. Ok. Huy có nhớ là anh có chia sẻ là cái cốt lõi của nhà hàng Nu á, là mình có cái gọi là như nào nhỉ? Inspire, nghĩa là có cảm hứng từ đồ ăn Việt Nam. Ok. Và thì món canh chua, canh cá nấu chua, tên đầy đủ là như vậy, đúng không? Là một cái, anh nghĩ là một cái món ăn bình dân mà rất là phổ biến ở Việt Nam, nói chung mà miền Nam riêng. Thì ở đây bọn anh muốn làm một cái phiên bản gọi là trẻ trung hơn, hiện đại hơn, bắt nguồn từ cái món canh chua đó. Thì em sẽ nhìn thấy là cái sốt xung quanh, mình nói cái sốt xung quanh trước này, nó chính là một cái sốt canh chua. Hồi nãy em hơi bị bối rối khi mà em lựa chọn những cái chén muỗng chỉ em sẽ ăn với món này. Tại vì bình thường khi mà nói tới canh chua á, em theo quán tính là theo bản năng á là em sẽ cầm cái muỗng lên. Nhưng mà khi em cầm cái muỗng lên em không biết là mình cầm cái muỗng có đúng không, hay là mình nên cầm dao với nĩa lên. Thì bây giờ em tranh thủ em đang nói về cái chuyện đó nhá. Anh hỏi lại Huy, nếu mà những lần Huy đến ăn những cái nhà hàng mà như Huy nói là không gian phải rộng này, bàn ghế phải riêng tư các thứ, Huy có thấy nhiều lúc hơi uh,
hơi bối rối, hơi mệt mỏi việc là phải ăn đúng dao dĩa rồi các thứ không? Yes. Thì ở đây mình muốn loại bỏ những cái yếu tố đó. À ha. Tại sao mà mình không thể thưởng thức đồ ăn theo một cái bản năng từ bé giờ, mình okay. ăn đồ ăn như nào, mình thấy nó phù hợp với dao muỗng nĩa như nào thì mình cứ ăn như vậy thôi. Dạ. Yeah. Đúng không? Ok. Đó. Rồi, giờ nói tiếp rồi, tục cho mình em nghe tiếp đi, cái món này đi. Cái nhân vật chính của cái món này là tất nhiên là phải có cá rồi. Ok. Thì ở đây mình có cá cam. Oh yeah. Mình cắt theo những cái sợi nhỏ, xong rồi mình sẽ ghép nó lại với nhau, mình quấn ở bên trong một cái lớp hớp được sấy khô. Thì cái gelatin ở trong 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 cá này này, khi mà mình nấu chậm và nấu ở nhiệt độ thấp ấy, nó sẽ tự kết dính thành hình như kiểu mosaic ấy. Em thấy nó có 1 2 3 4 5 6 khoanh với nhau. Mình không biết mình nên đi ăn hay mình nên đi tham gia một cái lớp hóa học nào nữa. Em thì thực ra đồ ăn về bản chất nó là vật lý và hóa học á Huy. Ô cha, chú chú. Ok. Và trên đó thì mình có một cái trái cà chua bi, mình được sấy khô, gọi là semi dehydrate. Ok. Mục đích của nó là rút bớt nước ở bên trong cái cà chua ra và làm cho nó ngọt hơn. Và trên trên cùng thì nó gọi là caviar. Nhưng mà là caviar làm từ dầu ớt. Em ăn rồi em thấy nó giống canh chua hơn. Giống chưa? Canh chua. Yeah. Giống canh chua hơn. Yes. Có cái vị me. Yeah, okay, I like it. Cá này mình sẽ ăn như thế nào? Mình sẽ... Sao em lại hỏi anh đã nói là mình cứ ăn theo cái cách của mình? Anh khó em, anh không có hướng dẫn em gì hết trơn. Anh không phải là người anh tốt. Anh xin phép em hơi quay mùa chút xíu nha. Ok. Yeah. Mình thích á. Tiết lộ cho anh và mọi người biết, canh chua là một trong những cái món khoái khẩu của em. Hồi xưa em đi ăn với gia đình là em phải ăn canh chua với lại cá kho. Thì hôm nay được ăn một cái bản phiên bản canh chua hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ như vậy. Nó hay, nó một cái trải nghiệm thú vị. Ok. Em mới vừa cắn cái trái cà chua bi thì nó không có bị nhiều nước quá hả? That's good. Ngon quá. Tại sao anh lại nghĩ là mình lại làm cái phiên bản canh chua như vậy? Nếu mà nói tại sao lại nghĩ thì nó là một cái phần của cái quy trình khi mà bọn anh ID món hay là ra cái thực đơn mới. Thì đó là như anh đã nói là mình luôn luôn bắt nguồn từ cái ẩm thực Việt Nam. Mình lấy cảm hứng từ đó. Yeah. Và mình dựa vào cái sự hiểu biết của mình về nguyên liệu hay là về cái phương pháp nấu á, mình chọn cái phương pháp nấu nó phù hợp với cả cái nguyên liệu đó. Và làm sao để mình mang một cái phiên bản nó mới mẻ hơn, một cái diện mạo mới mẻ hơn. Thì ở đây mình sẽ có một cái gọi là kỳ vọng đi, kỳ vọng hai chiều. Thứ nhất là những người mà đã biết cái món canh chua truyền thống của Việt Nam. Yeah. Thì họ thích thú với cả cái phiên bản mới này, giống như là Huy vừa rồi. Và những người mà lần đầu tiên ăn cái món này và họ được giới thiệu đây là lấy cảm hứng từ món canh chua, thì sau khi ăn xong mà họ thấy ngon thì họ sẽ đi tìm được phiên bản gốc, tìm cái canh chua. Họ xem nó là như thế nào. Đó. Thì hầu như tất cả các món ăn ở Nu thì mọi người đều đi theo cái quy trình như vậy. Những cái thay đổi này của em, về cái thay đổi này của anh đó, đối với em nó khá là táo bạo. Về cái việc là canh chua đó, khi mà mình nhắc thấy cái, anh xin lỗi nha, tại vì cái món này là cái món khoái khẩu của em. Em có cần cơm không? Em bảo các bạn đi nấu cơm. Tại vì nó là khoái khẩu của em, cho nên khi mà nó biến thành một cái phiên bản hoàn toàn lạ như vậy, trong đầu em có rất nhiều câu hỏi. Tại sao là canh chua? Thứ đầu tiên mà mình muốn biến hóa, mình muốn làm lại nó, tại sao nó không phải là một tô canh, nó không phải là dưới cái dạng là nó liquid hơn, nó lỏng hơn. Mà lại là như vậy. Ok, anh giải thích cho em những cái process, những cái quá trình của anh đi. Tại sao anh từ đâu anh bước 1, 2, 3 như thế nào? Bởi vì là dù có cố gắng để tạo ra một cái món mới hay là làm một phiên bản mới của món ăn cũ, thì thực ra nó vẫn có sẽ có những cái quy tắc với những cái luật lệ khi mà bạn phục vụ một cái set menu có tới 7 course. Yeah. Đúng không? Thì cái món ăn nó nằm ở vị trí nào ở trong cái set menu đó, nó đóng cái vai trò gì, và nó sẽ có liên kết thế nào với món trước đó hay sau đó, nó cũng rất là quan trọng. Yeah. Nếu mà bây giờ đây là cái món ăn đầu tiên mà Huy thưởng thức ngày hôm nay, mà nếu như Huy tưởng tượng nó là một cái tô canh đi, thì liệu còn sức để ăn được cái món sau hay không, ví dụ như vậy là đúng không? Đó, nhưng mà tại sao nó vẫn phải có cái sốt lỏng và có vị chua ngọt, là để nó tạo, nó kích thích cái dạ dày và nó giúp cho bạn sẵn sàng cho được cái món ăn tiếp theo.
Thì nghĩa là mình phải cân bằng được tất cả các yếu tố, cái sự sáng tạo này, rồi cái vai trò của cái món đó ở trong cái thực đơn. Dạ, ăn cái món này xong sướng quá mọi người. Miệng em đang nói đúng là nhỏ dãi luôn á. Cái ngon của cái này sướng quá, mình được ăn cái món khoái khẩu của mình đó. Kiểu mới cơm. Khi mà em ở Canada đó, em lựa chọn những cái món ăn mà gọi là để lấp đầy bụng, để qua ngày thì em sẽ lựa chọn một là món Hoa, hai là món Việt. Còn khi mà em muốn có một cái không gian nào đó nó ấm cúng hơn, nó thoải mái hơn để em có thể dẫn đi hẹn hò chẳng hạn, thì rất tiếc và em rất ít khi em dẫn đi nhà hàng Việt. Thì em không biết là cái rất ít khi này của em á là tại vì nó không có cái không gian nhà hàng Việt kiểu đó, hay là tại vì chưa ai làm cả. Thì quay lại cái vấn đề nâng tầm ẩm thực Việt đi, thì là một người Việt khi mà mình ở nước ngoài đó thì mình rất là muốn thấy những cái nơi bán món ăn Việt của mình mà nó được set up theo kiểu sang trọng hơn chút xíu. Thì anh nghĩ như thế nào, là hồi nãy mình nói cái vấn đề là cần thiết hay không, bây giờ em muốn nói tới cái vấn đề là liệu nó có thể hay không. Anh nghĩ sao? Có thể, chắc chắn là có thể. Thực tế là ngay tại Sài Gòn bây giờ em cũng thấy có rất là nhiều nhà hàng đang tự quảng bá hình ảnh của họ là fine dining Việt Nam. Đúng không? Và thực sự là họ có làm được và họ có nhận được những cái phản ánh tích cực về cả đồ ăn, về cả không gian, về cả cách phục vụ. Thì như vậy là câu hỏi về tính khả thi là có. Đúng chưa? Còn mình nói có thể hơi lan man một xíu nhé, nhưng mà bản thân anh cũng là người ở Úc một thời gian rất là dài. Đúng không? Thì đã từng có những cái đồng nghiệp á, họ hỏi anh một cái câu hỏi này là ví dụ như carbonara của Ý đi, bản chất nó là gì? Nó là trứng, nó là bột mì, đúng không? Nó là một cái loại phô mai và thịt heo. Vậy thì tại sao mà người ta có thể chấp nhận trả 20-30 đô cho một đĩa carbonara, nhưng mà tại sao họ lại nhíu mày khi mà mình bán một tô phở bò với giá là 15 đô? Em cũng hay tự hỏi như trong vậy. Có lẽ ai ở đây cũng biết là phở bò nấu khổ như nào, đúng không? Làm rất là cực, rất là cực, thật sự luôn. Vậy thì thực ra là đồ ăn theo anh ấy, nó không chỉ đơn giản là cái giá thành của nguyên liệu. Nó còn là cái câu chuyện gắn liền với văn hóa, với lịch sử. Cái cách mà người Việt Nam di cư ra nước ngoài nó khác với người Ý di cư ra nước ngoài. Giả sử là như vậy ha. Hay là ổ bánh mì em nghĩ là nó có đơn giản không? Cost thì rất là thấp nha. Nhưng mà để làm ra một ổ bánh mì nó có thật sự đơn giản như là chúng ta nhìn thấy là chỉ rạch một cái đường rồi phết mấy cái và là xong không? Đằng sau nó là cả quá trình dài từ làm từ 5-6 tiếng đồng hồ để làm ra một ổ bánh mì. Thêm mấy tiếng đồng hồ để làm ra pate. Đúng không? Rồi những cái pickle xứ tư chua các thứ. Và đó là những cái giờ lao động mà âm thầm giống như là trước giờ service ở một nhà hàng. Đúng không? Nhưng mà tại sao mà ở nước ngoài họ chỉ chấp nhận một cái ổ bánh mì với giá là 4 đô, 5 đô. Đó. Thì anh thấy ở đây là có một cái việc mà nâng tầm ẩm thực Việt ấy, hay là tăng giá bán cho nó ấy, thực ra nó giống như là một cái đòi hỏi, một cái sự ghi nhận về những cái công sức bỏ ra để có cái món ăn đó. Còn tại sao mà trước giờ nó lại bị mắc kẹt ở trong một cái khung giá rẻ như vậy, là bởi vì vốn dĩ ban đầu ấy, nó được nấu và bán để phục vụ trong cộng đồng. Người Việt ở nước ngoài họ sinh sống ở trong những cái cộng đồng của người Việt, đúng không? Em biết đúng rồi. Giống như Chinatown thì là toàn người Tàu thì mình cũng có những cái khu người Việt, và thu nhập nói chung của cả cái cộng đồng đó nó đều thấp, không cao. Vậy thì khi mà em làm ra một cái món ăn em không thể nào bán với giá quá cao được. Em bán cho đồng bào của em, đồng bào em thu nhập cũng như em, thì làm sao mà em mong bán với cái giá cao được, đúng không? Đây là như thế nào, đây là gì? Món này thì mình tạm gọi đó là món hoành thánh đi. Hoành thánh. Thì hoành thánh này là hoành thánh nhân các loại nấm rừng. Và ăn kèm với cả cái nước gọi là consomme cũng làm từ nấm. Và thực ra thì anh nghĩ là cái bình mà để bọn anh làm cái món này cũng rất là hay, và có lẽ là mình cũng nên nhờ nhà hàng mang lên khung hình cho mọi người cùng xem. Mọi người mang. Hồi nãy em đã thấy các anh đầu bếp làm ở đằng sau quầy rồi. Như là đang pha chế hóa học gì đó. Bởi vì em nói rồi, thưa mọi người, hôm nay mình rất là hoang mang và tới đây ăn rất là và không rõ là mình có đang đi cái này là cái gì đó. Mọi người nhìn giùm mình vào cái khung hình đi. Đây là giống như một cái bài điều chế gì đó trong một cái lớp hóa học 11, 12 gì của mình. Cái này những cái bạn đam mê gọi là specialty coffee á, thì họ sẽ quen thuộc hơn vì nó là cái bình siphon.
Ok. Thì nguyên tắc của nó là bạn sẽ đun nước ở bên dưới. Dạ. Cái nước khi nó sôi thì do áp suất nó sẽ đẩy ngược lên trên. Rồi nó ngấm tất cả cái nguyên liệu ở trên và nó lại tự lọc drip xuống dưới. Ok. Và đâu đó thì bạn có cái nước dùng của cái món này. Ok. Và anh sẽ recommend em như thế nào, em đổ cái nước đúng rồi, em sẽ đổ cái nước đó vào và em ăn nó giống như là một cái món súp hành thánh. Như là một người con chợ lớn chân chính thì trước khi ăn những cái món này em sẽ ăn cái nước dùng của nó trước. Yep. Ok, mùi nấm, ngon, thơm. Em nói rồi nha, em là người Hoa á, cho nên khi mà anh làm cái hành thánh này không ngon á, là anh có chuyện với em. Ok. Em niềm tự hào cho lớn thì nếu, 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 nếu mà ăn mà nó không giống hoành thánh thì chắc là mình edit lại rồi mình nói đây là món không phải hoành thánh đi. Ngon, vỏ mềm, thơm mùi nấm, rất ngon. Ngọt thanh, em nghĩ vậy. Có thể mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề nâng tầm ẩm thực Việt. Với cá nhân anh thì sao, anh có đang cố gắng nâng tầm ẩm thực Việt hay không? Cá nhân anh nghĩ là không. Ok, vì sao? Cũng khó giải thích lắm, nhưng mà tại sao là một người Việt Nam mà lại không muốn nâng tầm ẩm thực Việt? Thưa anh Đức, anh có một cái quy tắc nhỏ nhỏ nhé. Khi mà anh nhận công việc từ trước đến giờ ở bất kỳ nhà hàng nào cũng vậy. Thì anh có một cái quy tắc là anh không nhận làm cho những cái nhà hàng mà đồ ăn của họ thì người thân và bạn bè của anh không đủ khả năng để tới ăn. Ok, quy tắc này hay, quy tắc này thú vị. Thì cái việc nâng tầm ẩm thực Việt ấy, như lúc ấy mình nói là cái cụm từ đó nó không quan trọng bằng cái mục đích ở phía sau, đúng không? Nếu như em nói là anh Đức ơi, bây giờ anh nâng tầm ẩm thực Việt đi, nhưng mà để quảng bá cái đồ ăn nó cho nhiều người biết tới hơn, ok, anh rất là vui vẻ làm cái điều đó. Anh nghĩ là đầu bếp nào cũng muốn làm điều đó. Nhưng mà để có thể bán nó với một cái giá cao hơn, hay là để tạo ra một cái không gian sang trọng mà chỉ nhắm tới một phần trăm nào đó, cái người có thu nhập cao, thì thực ra là nó không phải là cái gì đó mà anh kỳ vọng. Anh không phải là có mục tiêu nghề nghiệp của anh nó là như thế. Ok, cái chuyện mà nâng tầm ẩm thực á, thì em nghĩ đó chỉ là cái câu khẩu hiệu mà người ta đang tất cả tụi mình cùng nói với nhau thôi. Nhưng em nghĩ cái vấn đề sâu cho cùng á, là mình đang cố gắng làm cho ẩm thực Việt được trân trọng nhiều hơn. Phải như thế nào để cho thức ăn ẩm thực Việt của chúng ta được trân trọng nhiều hơn? Đừng có nói đâu xa, bắt nguồn từ những người Việt Nam của chúng ta trước đã. Thì anh nghĩ như thế nào? Anh nghĩ là liệu mình chỉ đang có biết ăn không thôi, mà mình không thực sự hiểu về những thứ mình đang ăn không? Kiểu như vậy. Có lẽ trước khi trả lời cái câu hỏi rất là hách não này thì mời quý vị ăn cái món thứ ba của nhà hàng ngày hôm nay. Thì em thử tự trải nghiệm nó theo cái cách của em xem nào. Ok. Một cái sửng được bưng ra cho em. Trong đó đây là một cái gì đó giống như thịt giống vịt. Như ức vịt. Ít ức vịt à? Vẫn với tư cách là một đầu bếp nhé, thì nói thật với Huy, cái này không phải là anh nói là anh ghét Huy nha. Anh nói chung là anh rất là ghét bất cứ ai mà khi mà anh mang một cái món ăn ra, câu hỏi đầu tiên là anh ơi, đây là cái gì? Anh rất là thích quan sát là khách hàng hay là cái người mà anh mang đồ ăn ra, họ tự mày mò, họ tự tìm hiểu về cái món ăn đó, đúng không? Nó vui rất là nhiều, nó giống như là cái khi mà mình còn nhỏ, mình tự mày mò một cái món đồ chơi mới, nó rất là thú vị, đúng không? Thì cái món mà em đang ăn nó tên là vịt trung thu. Và nó lấy cảm hứng từ món bánh trung thu. Yeah, that's right, thank you. Về cái menu mà em đang ăn là menu mùa thu. Đúng rồi. Làm sao để mình có thể làm cho ẩm thực Việt được trân trọng nhiều hơn, và bắt đầu từ những người Việt chúng ta cái đã. Có lẽ là hồi trước tới giờ mình nói tới vấn đề là nâng tầm ẩm thực Việt theo hướng rằng là làm sao cho bạn bè quốc tế biết đến ẩm thực Việt chúng ta. Làm sao để cho người nước ngoài nói ẩm thực Việt là ngon, ẩm thực Việt có giá, các thứ. Nhưng em, cá nhân em, em thấy nó đi hơi ngược. Tại vì ngay cả chính người Việt của chúng ta còn chưa nhận thức được là ẩm thực Việt của chúng ta liệu có đắt giá hay không nữa. Thì anh nghĩ là mình sẽ phải như thế nào để mình tiếp cận cái vấn đề này đây.
Nó là một cái vấn đề rất là phức tạp. Tại vì trước giờ anh vẫn luôn suy nghĩ một cái vấn đề gì đó xảy ra nó là kết quả của rất là nhiều những cái nguyên nhân khác, và đồng thời nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những cái hệ quả khác. Thì cái việc mà đồ ăn Việt Nam, nói ra cái thực tế này thì nó hơi buồn, nhưng mà những cái chuyện như là dùng dùng những cái phụ gia, những cái như là, em hiểu ý anh đúng Em không? hiểu, em Mình không muốn nói rõ ở hiểu. đây, nhưng mà đó, nó giúp cho người ta, cho người bán đi, ở đây mình nói là người bán hay là người nấu đi, họ cắt giảm được cái thời gian lao động, hiểu. rồi họ tăng được cái lợi nhuận bán hàng đó. Và hay như là ngay ở trong nội trợ gia đình thì nó cũng giúp làm giảm cái thời gian mà người phụ nữ phải đứng ở trong bếp. Làm cho tiện hơn, Đúng kiểu đúng như vậy. đúng đúng đó, những cái như vậy. Và sự phát triển của công nghiệp, rồi công nghiệp ở đây là nói về công nghiệp sản xuất thực phẩm nhé, ví dụ như Hiểu. nguyên liệu, thì nó trải qua, nó là một cái quá trình rất là dài. Vì anh nhớ là những có khi là từ khi anh bắt đầu biết nhận thức về 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 cơm mẹ nấu thì mẹ anh đã sử dụng nó rồi. Dạ hiểu. Nó nghĩa là nó có thể nó qua mấy thế hệ hay là qua mấy chục năm rồi. Nó làm cho, thứ nhất là mình nhiều khi mình quên đi mất là đồ ăn Việt ngày xưa khi mà chưa có những cái hỗ trợ như thế thì nó kỳ công như thế nào, đúng không? Rồi thứ hai nữa là bản thân mình khi mà mình cứ ăn những cái đồ ăn như vậy hàng ngày á, thì thực sự là cái khả năng nêm nếm hay là khả năng mà nhận biết cái hương vị ở trong đồ ăn của mình nó cũng bị thay đổi Đúng theo cái rồi. hướng là yếu đi Giảm đi rất nhiều, đó. em cảm thấy vậy. Nhiều khi mình ăn mình chỉ biết là ngon thôi, nhưng mà hỏi nó ngon như nào hay là vị đầu là gì, vị giữa là gì, vị cuối là gì mình cũng không có biết được, đúng không? Thì để mà giải quyết được cái việc là để cho bản thân người Việt cảm thấy trân trọng đồ ăn Việt Nam hơn á, thì ngoài cái việc là mình phải quay về với những cái cách nấu nướng mà nó thể hiện cái sự trân trọng nguyên liệu hơn. Ngoài ra thì nó còn phải là bản thân cái người nấu và người bán ấy, nó cũng có một cái trách nhiệm, nó họ phải chia sẻ cái câu chuyện. Đó. Nó hay là mình hay dùng cái từ đao to búa lớn là educate, giáo dục Giáo dục khách hàng. khách hàng đó, để hiểu là tại sao. Giống như bây giờ cà phê em cũng thấy, tại sao mà bắt đầu có một cái thị phần người muốn uống những cái cà phê pour over, bình xì phòng lúc ấy món trước nha. Rồi tại sao họ lại bắt đầu họ biết sử dụng Arabica, đúng không? Mà ngày xưa Việt Nam mình là chỉ có Robusta Robusta thôi. thôi. Thì mình cũng nhìn sang cái câu chuyện về về cà phê, mình thấy là họ mất rất là nhiều thời gian, có những người đi mở đường, họ mất rất là nhiều thời gian để họ họ educate khách hàng. Khách hàng. Đó, cho đến khi mà ok, mọi người bắt đầu đồng ý là cái Arabica cái vị nó khác, nó caffeine nó thấp hơn, nó vị nó more complex, kiểu kiểu như vậy. Thì câu chuyện về đồ ăn cũng như thế. Và bản thân anh thì anh cũng chỉ đóng một phần nhỏ công sức của mình, hay là như nhà hàng Nu thì cũng chỉ đóng một phần nhỏ công sức vào cái quá trình đó thôi. Chứ còn nếu như nói là một nhà hàng hay một cá nhân có khả năng thay đổi cái suy nghĩ đó của người Việt Nam thì nó rất là khó. Nhưng mà mình nhận thức được ở đây có những cái liên quan đến khả năng nhận biết và cái kiến thức của người dùng, thì mình sẽ đi giải quyết những cái vấn đề đó và giải quyết như thế nào đó để người ăn họ họ biết trân trọng hơn. Em đang thấy được một cái show đang bốc khói, rất nhiều khói. Gì đây mọi người ơi, oh my god. Gì đây, trời ơi trời. Khi đã bao giờ ăn cái món kem ống nhỉ? Em ăn kem ống rồi. Em ăn kem ống rồi đúng không? Thế là anh khỏi cần phải hướng dẫn em cách để ăn đúng không? Ok, Rồi. mình lấy nó ra khỏi ống thôi thì. Ừ. Nhưng tại Nào sao nhiều khói mình quá thử vậy? mình thử phân tích một cái coi là mình sẽ làm sao để rút được kem ra khỏi ống. Rút ra thôi hả? Em không biết, bình thường em ăn kem Ok, ống là em đưa tiền cho chú, thế xong rồi là rồi chú đưa nha. em cây kem ống Để thôi. thế em đưa tiền cho anh đi. Dạ. Ok, bây giờ là cái que nha. Em sẽ lấy cái kem mắm này em nhúng vào cái nước kia. Đúng rồi, để cho nó Đúng tan rồi. ra không? Rồi, cái sự chênh lệch về nhiệt độ giữa bên ngoài bên trong, nghe ghê không? Nghe rất là kiểu vật lý không? Đó. Hôm nay được học khoa học tự nhiên. Sợ quá. Đó. Giờ bây giờ em nhấc nó ra đi. Em có những cái khăn giấy các bạn để sẵn cho em để cầm cho nó khỏi lạnh tay. Đó, em sẽ giữ cái ống kem. Ok, em là một người mạnh Ừ, mẽ mà, rồi lạnh tay chút xíu cũng em không vừa sao. xoay vừa rút ra cùng một lúc thì Nếu mà em làm nó gãy cái bao giờ bọn anh ống cũng này có những nó cái cũng gọi không sao. là kem dự phòng cho khách. Cái ống thì không gãy được đâu, chỉ có cái kem nó Ý có là ra cái được hay kem không nó là đúng rồi, thì rẫy bọn thôi. anh cũng có Mọi dự phòng cho khách. người đừng có cảm thấy thất vọng về em nhé, nếu mà em lấy ra không được, đừng có buồn em nhé. Không, cái đó thì anh không dám chắc nha. Ok, em nghe lên ngâm lên một xíu. Em cảm giác em đang rút cái thanh tre ra hơn là cái kem Không sao đâu, em cứ á.
mọi người. Rồi, và tiếp theo thì em sẽ lăn nó qua cái đậu nành rang. Đậu nành rang. Ừ. Cái món kem mà em ăn nó là kem ống mà vị miso và sô cô la. Lăn qua một lớp đậu nành và em sẽ ăn kèm nó với bánh bò thốt nốt, mứt dâu tây Đà Lạt. Ngon quá, ngon quá. Ăn thôi thì. Cảm ơn mọi người. Ngon hơn kem ống của cái chú gì hồi nhỏ. Chắc chắn rồi em nghĩ. Chắc chắn rồi. May quá. Và nếu mà em để ý em thấy là hầu như món ăn nào từ nãy giờ mình cũng cố gắng có cái sự tương tác với khách hàng. Ừ. Đó, mình thu hẹp cái khoảng cách giữa giữa người phục vụ và người ăn. Đây nó thật sự là nu, thật sự là chúng ta. Thì em đến ăn, quan điểm của anh về về đồ ăn và đặc biệt là trong những cái nhà hàng mà họ đang cố gắng làm chỉn chu hơn á. Ừ. Nó thì em biết là F&B đi, cái gọi là cái chi phí nguyên liệu, food cost của một nhà hàng nó chỉ chiếm 30% thôi, đúng không? Dạ đúng. Thì làm sao để em có thể mà khiến cho khách hàng họ, thuyết phục họ là trả một số tiền lớn để họ ăn một cái bữa ăn, đúng không? Ừ. Thì ngoài việc là nguyên liệu phải ngon, cách nấu phải gọi là high skill một tí, phải có trình độ cao để xử lý được nguyên liệu một chút, đúng không? Yeah. Thì họ còn phải có những cái trải nghiệm, cái điều đáng nhớ, cái câu chuyện mà em có thể em đem về em kể với bạn bè. Ừ. Cái khía cạnh khác của cái tên nu ấy là cái sự khiêm tốn. Ừ. Tôi, chúng tôi, ta, chúng ta. Không có, không có tôi. Không có cá nhân ở đây. Đó, thì cái sự khiêm tốn đó và trong cái chung cư nhỏ. Không có bảng hiệu lớn ở bên ngoài. Mọi thứ nó đều là cái sự khiêm nhường. Và mong muốn là mang đến một cái giá trị chân thật cho khách hàng. Ừ. Đó. Trải nghiệm những cái kinh nghiệm của anh á, thì bây giờ để đúc kết lại một cái tư duy làm bếp của anh hay là một cái phong cách ẩm thực của anh á, thì anh nghĩ như anh sẽ định nghĩa nó là như thế nào? Nếu mà nói về quan điểm của anh về về nấu ăn đi, dạ, chẳng hạn như vậy, thì anh nghĩ là cái yêu cầu quan trọng nhất đó là đạo đức. Đạo đức. Bởi vì trước đây anh từng nghe của một người bạn của anh á. Chị là con gái của cô Cẩm Tuyết, không biết em biết cô Cẩm Tuyết không? Dạ không. Ở thế hệ của các bạn sau này thì không biết, nhưng mà Gia Chánh Cẩm Tuyết ngày xưa rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Ừ. Và thực sự là đến bây giờ họ vẫn đang hoạt động. Ừ. Cô Cẩm Tuyết cũng hay kiểu dạy nấu ăn thứ lên tivi các thứ đó. Gia Chánh Cẩm Tuyết thì chị này là con gái của cô Cẩm Tuyết. Và chị có nói một cái câu là nấu ăn là cái nghề mà dễ tạo phước nhất, nhưng cũng là nghề dễ tạo nghiệp nhất. Đúng không? Bởi vì đồ ăn thức uống là cái thứ nó trực tiếp nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người ăn. Và thậm chí là nó còn có thể ảnh hưởng đến những thế hệ sau nữa. Đó, thì dù bạn nấu ăn với cái mục đích của bạn đến với nghề bếp là gì, là để kiếm tiền. Đúng không? Hay là bởi vì bạn thực sự đam mê với cả cái công việc đó. Hay là bạn chỉ tạm thời ghé ngang qua rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhảy việc. Thì mỗi một cái đĩa đồ ăn mà bạn mang ra cho khách, bạn cũng phải đặt cái đạo đức của mình vào đó. Bạn phải hiểu đây là cái mà người ta sẽ ăn. Người ta bỏ tiền ra, người ta tin tưởng mình. Người ta ăn cái đồ ăn do mình làm ra và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta. Thì làm sao để cái đồ ăn của bạn nó đừng có tạo nghiệp. Cảm ơn Đức về hôm nay. Chắc chắn là sẽ ghé lại gặp anh để mình có thể trải nghiệm được cái không gian ăn uống chúng ta này. Và mình cùng nhau có thể từ từ học cách để trân trọng ẩm thực Việt hơn. Anh cảm ơn Huy đã đến ngày hôm nay. Và hy vọng là bữa ăn vừa rồi thì Huy cũng đủ no bụng. Chắc chắn và rất nhiều bất ngờ. Không những no bụng mà còn no rất nhiều sự bất ngờ và sự thú vị đằng sau nữa. Cảm ơn Đức rất nhiều. Rất là vui, cảm ơn Huy. Yeah.